còn lấy một mình chị nha. Sử dụng loại riêng biệt cho mỗi khách. Mỗi khách một bộ dụng cụ riêng cho nên em yên tâm ha. Đám nhà quá trời này nha. Tất cả giùm chị với. Nha, em ở quận mấy nè? Dạ, Thủ Đức. Đây nè. Gấp Bình Thạnh. Đi xếp xếp đây. Có trồng bộ nè. Chị khó tí ha. Bữa em qua cái đông quá em đi về hả? Không, cũng vô đời mà xong thấy tối là về rồi. Bữa qua thứ mấy ta? Chủ nhật. Ra qua chủ nhật. Em gọi chứ à? Dạ, không. Thứ bảy chủ nhật đông. Qua ngày thường là cũng đông rồi. Trời ơi, vậy bữa lặn lội từ Bình Thạnh qua xong đi về hả? Trời ơi, thương vậy. Nó đời cũng gần tiếng. Đợi gần tiếng luôn. Thấy tôi còn nhiều quá. Nãy em đợi lâu không?
Em hay đi lấy mụn không ngày? Nó có hay đi đó. Thỉnh thoảng là vào khoảng bao lâu lại đi một lần? Dạ, thông thường thì hai tuần một lần, khoảng bệnh một tháng đi một lần. Em là bao nhiêu tuổi ta? 22. Quá trầm mụn rồi, chịu khó tẩy nha. Lần đi lần khó lấy kỹ kỹ nha. Dạ, cảm ơn chị Cúc. Nghe điện thoại cho chị cái. Dạ alo, xác định sửa đây xin nghe. Dạ bên em không nhận khách nữa chị ơi. Có gì mai chị qua nha chị. Lấy bát lấy bia bê cái già yếu đỏ lăn bông được.
Rồi em xuống là chị dưới có đi xe không nhỉ? Nhà có thuốc gì sức mụn không nha? Dạ không. Không sức gì hết hả? Không. Không có xài sữa rửa mặt hả? Có. Không xài loại gì hả? Loại sữa rửa. Ăn bánh pizza kìa sao? Nhận xuống ăn mỗi đứa 2 miếng.
Da nó nhờn quá trời em ơi. Thương lấy chị cái bao tay Thương.
30 à? Lấy thêm, lấy thêm tí. 30 không đủ. Dính tóc nó cũng mập quá trời luôn. Thấy gì khó tí, không uống công em đi hai bữa phải đợi. Qua đây quá trời luôn.